Xin chào các bạn, hôm nay mình xin giới thiệu cái món miến khoai lang trộn rau củ và thịt bò, trộn theo kiểu Hàn Quốc có tên gọi là sắc tre. Miến khoai lang này thì nó giống như là cái miến dông ở Việt Nam. Khi mình mua cái miến khoai lang thì trên bì nó có hướng dẫn cách làm. Mình chia sẻ cách làm sao cho cái sợi miến nó rời và thấm thía gia vị một cách nhanh chóng để nguội vẫn ngon, màu sắc vẫn tươi. Bây giờ mình mời các bạn theo dõi cách của mình làm. Trước tiên là phần rau củ thì mình xài 65g đầu hành. Bạn có thể xài nguyên cây hành, tức là xài luôn hành lá luôn cũng được. Và ớt thì các bạn chọn màu theo các bạn, xanh, đỏ, cam, vàng. Mình thì chọn 3 màu, cũng là 150g. Hành tây cũng là 150g, tất cả đều sắc sợi ra. Cà rốt thì củ bự thì mình sắc xéo vậy, rồi mình sắc mỏng lại. Còn không thì mình sắc dài, nếu mà củ nhỏ thì mình sắc dài ra, mình cũng sắc lại chiều ngang. Càng nhỏ thì vừa vừa để mình gấp là được. Nấm thì mình xài cái loại nấm trắng này 150g, mình mua một cái hộp đó là nó 150g. Cải bó xôi mình mua một bịch này là 280g. Đồ ướp thì mình có, đồ tươi thì mình có vài tép tỏi, khoảng đâu là một muỗng rưỡi cà phê. Nấm là nấm đông cô này, mình làm nấm khô 12 cái, sau khi ngâm xong thì mình cân là 150g. Mình cũng sắc sợi luôn, đồ mình sắc sợi mình bỏ trên dĩa như các bạn đã thấy đó. Bây giờ phần thịt bò thì mình xài 300g thịt philê. Bạn có thể xài bất cứ cái gì, nếu mà chay thì có protein thì mình có đậu hũ, không thịt gà, thịt heo, tùy các bạn. Mình hôm nay mình xài thịt bò. Gia vị ướp thịt thì trước tiên mình bỏ vô nửa muỗng cà phê tiêu, nửa muỗng cà phê tỏi bằm nhuyễn, rồi một muỗng cà phê dầu mè, 2 muỗng cà phê rượu gạo, tức là cái rượu mirin này. Rượu này để mà ướp thịt á. Rồi 1 muỗng canh nước tương. Nước tương bạn xài nước tương nào cũng được. Rồi mình trộn đều nó lên. Nếu mà mình đem mình làm liền á thì làm liền cũng được, còn không á thì bạn đậy nắp để vô tủ lạnh. Đến khi làm thì mình đem ra. Bây giờ thì mình chuẩn bị nước sốt trước. Nước sốt này để mà lát mình làm vô trong bún á. Thì nước sốt gồm có là 1/4 cấp nước tương á. Rồi 1 muỗng cà phê hắc xì dầu, 1 muỗng cà phê tỏi bằm, nửa muỗng tiêu, 2 muỗng canh dầu mè. Hắc xì dầu á thì các bạn thích thì bỏ vô, tại mình muốn cái màu đậm đậm á thì mình bỏ vô, còn nếu không á thì không bỏ cũng được. Đường á thì bạn bỏ vô 1 hoặc 2 muỗng canh, tùy các bạn thích ăn ngọt hay là không. Còn mình á thì xài đường hóa học một bịch như vậy. Những phần này á là mình xài chung, nửa muỗng cà phê muối với 2-3 muỗng canh dầu ăn. Mình chia ra mỗi thứ chút. Lúc đầu á thì mình quét tí dầu lên chảo rồi mình tráng cái lòng đỏ trứng. Đây là 2 cái trứng mà có loại sao mà cái lòng đỏ có chút xíu à. Mình tráng lật qua lật lại. Thật ra mình cũng có cái chia ra lòng trắng mình làm nữa, nhưng mà mình tráng ăn dầu một cục, mình không có quay. Xong rồi á thì bây giờ mình cũng xài trong 2-3 muỗng canh dầu ăn đó, mình tách ra một chút á để mình bỏ vô chảo, mình phi cái, không phải là phi mà xào cái hành này lên hơi thơm thơm mềm mềm á, là mình đổ trong một cái thau, thau to để lát mà mình trộn ở trong đó đó. Xong mình cho vô tí xíu muối,
thứ nào trong cái muỗng muối đó mình cũng một muỗng muối nha, từ nửa muỗng tới một muỗng tùy các bạn nêm nếm á. Bây giờ tới phần cà rốt, 150 g cà rốt đó mình sắc như vậy, rồi mình cũng xào sơ nó. Cà rốt về thì nó mau chín hơn ớt, thành ra mình xào trước nó một chút, còn không thì các bạn bỏ chung vô xào một lần cũng được. Rồi xào cũng bỏ một tí xíu muối vô, rồi tí xíu dầu. Bây giờ mỗi thứ tí xíu dầu thôi, tại vì khô quá thì mình sợ nó xém xém dính cái màu mắt đẹp á, thành ra mỗi thứ mình cho chút. Mặc dù cái chảo này nó là chảo chống dính, mình dùng tùm lum, muối văng tùm lum, rồi cũng lật qua lật lại mình thấy nó hơi mềm mềm á, rồi là mình bỏ vô trong cái thau đó. Đầu hành mình cũng xào, nếu mà bạn xào hành lá thì hành lá, thực ra nếu mà hành lá thì cũng không cần xào nữa, để lát mình trộn chung vô cái lần cuối á. Rồi cái tới nấm trắng này, nấm trắng mình cũng nó cũng dễ bị xém màu lắm, thành ra bỏ thêm tí dầu á để mình lật qua lật lại nó vừa mềm xuống là được. Cái này mình bỏ ít dầu cho nên nó hơi bị xém xém nhé. Rồi xong, bây giờ mình xào nấm đông cô. Nấm đông cô này bạn sẽ mua nấm tươi cũng được, còn mình xài nấm nấm khô có sẵn ở trong nhà mình xài, cũng cho vô tí xíu dầu tí muối. Cái này á, là mình xào chung với thịt, nhưng mà mình xào sơ nó trước rồi mình múc nó ra, để lát á, mình xào thịt xong mình bỏ nó vô trở lại để nó hút cái nước thịt vô, tại vì nó cũng là như là protein luôn á, nó vừa là rau củ mà vừa là protein luôn. Bây giờ mình xào thịt cũng cho dầu, cái trong 2-3 muỗng canh dầu đó mình xào lửa lớn á, cho lẹ, cho thịt nó hơi xám xám rồi á thì mình cho nấm vô, mình do cái nấm mà vừa xào xong á mình cho vô để cho nó thấm, nó hút chung với cái nước thịt nó luôn. Tại vì trong nước thịt này á, thì mình ướp chứ còn nấm mình không có ướp. Mình đáng lẽ mình bỏ riêng cái chén mình vô cho nó lẹ, chứ còn mình bỏ đó mình gấp vô thì không có được đầy đủ á. Thành ra rồi bây giờ mình chuẩn bị để mình một cái bếp khác mình luộc, thì 300 g, 340 g miếng khoai lang, tức là 12 ounce, thì mình bỏ vô cỡ một một lít tiêu tư nước sôi lên, là mình bỏ bún này vô, mình tắt lửa. Bún mà nó vừa nằm chìm ở trong cái nồi xong á là mình tắt lửa. Thực ra ở trong nồi bạn thấy mình đổ có tí xíu nước à, cỡ hơn 1 lít một chút à, tại vì không cần nhiều, chỉ cần nó vừa vừa lúc cái bún của mình trong nước là được rồi. Nhưng mà để an toàn mình nói các bạn là 1,4 lít đó, các bạn tùy theo cái nồi của các bạn mà đổ nhiều hay ít. Rồi mình tắt lửa, mình để đó 10 phút mình vớt nó ra. Bây giờ trong khi mà mình ngâm nó bên đó thì bên này mình trụng cải bó xôi. Nếu mà cải bó xôi này á, mà mình bỏ vô cỡ 1,5 cốc nước nước sôi lên, mình cho vô tí xíu muối, xong rồi mình trụng mình bỏ vô mình lật qua lật lại mình gấp ra liền. Nếu mà mình mua cải bó xôi cái loại baby á, nhỏ mà nó không có lá đó, à quên, nó không có cọng á, thì các bạn cũng không cần trụng trước nữa, tại vì cái này có cọng, với lại lát nữa mình trộn vô cho nó dễ. Khi luộc vậy thì nó một số vitamin nó cũng mất đi và mình cũng phải vắt nước bớt á, thành ra nếu bạn nào thích á thì có thể là không có trụng nó mà xào thẳng luôn. Mình vắt ra nước đó ra bớt cho nó ráo, chứ không thôi mình để nguyên đó thì mình trộn mấy miếng thì nhão á. Rồi bây giờ cái nước sốt mà mình làm hồi nãy á, mình lấy cái chảo mà luộc mình trụng cái cải bó xôi đó, mình cho nó nóng lên, nó hơi gần sôi á, thì mình để lửa riu riu xuống. Và bên này á, thì bún nó cũng vừa đủ 10 phút mình vớt ra, mình để ráo, không xả nước lạnh nha, đặc biệt nha, không có xả nước lạnh, mình rảy 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 cho nó khô rồi bỏ liền nó vô trong cái chảo đang nóng như vậy.
là mình trộn đó. Cái kiểu làm này á là nó thấm gia vị vô trong cái bún rất là ngon, và bún của mình rời luôn. À, đây là cái điểm mà cần thiết các bạn lưu ý nha. Mình bỏ vô chảo khi nước sốt còn nóng và bún cũng còn nóng luôn, bún không cần xả nước lạnh, bún không cần nấu, chỉ là bỏ vô nước sôi rồi đậy nắp lại 10 phút. Là vì bún nó dài á, thành ra mình xin lỗi, nãy giờ mình nói bún hoài, miếng á mình cắt nó ra mình bốn nhát là nó ngắn ngắn là vừa rồi. Mình bỏ vô cái thau hồi nãy mình xào á, rau củ hành á, rồi xong mình bỏ thịt vô kỹ á, thì lấy cái rau đó tráng cái chảo cho sạch luôn. Rồi thì mình bỏ rau vô mình trộn trộn bằng muỗng đũa gì thì nó khó thấm á, thành ra mình phải thôi mang găng tay vô mà nhồi nó cho rồi. Mà mình cũng làm nhẹ nhàng thôi chứ không thôi là cái rau nó ra nước á. Cho vô một muỗng canh mè. Rồi, chỉ đó đã trộn trộn xong rồi, bây giờ là lúc mình nêm nếm lại. Bạn có thể tăng thêm nước tương nếu mà nó lạ, nó chưa đủ ngọt thì tăng thêm đường, nó chưa đủ béo thì tăng thêm dầu mè. Chỉ có vậy thôi. Tại vì trong cái đồ này ấy, toàn là đồ rau cải tự nhiên không, nó ngọt vị tự nhiên, chỉ có cái miếng là mình cần gia vị thôi. Mấy cái thứ khác thịt đồ cũng là cái chất ngọt tự nhiên của nó. Rồi, ra dĩa. Bây giờ thì bạn thấy không, cái sợi bún nó rời, không những là nó rời bây giờ mà bạn để nguội lại nó vẫn rời nha. Bạn lưu ý là cái cách luộc bún với lại cách luộc miếng. Rồi, cách trộn đó. Bây giờ thì mình, đây là mình theo cách cách mà người ta ghi trên cái bao á, mình làm tắc trồng trắng riêng, trồng đỏ riêng, rồi tráng trồng đỏ trồng trắng riêng á. Nhưng mà khi mình tráng trồng trắng á, không biết lý do gì dồn vô cục mình tráng không chạy ra đấy, thành ra chỉ còn trồng vàng để lên như vậy để trang trí thôi. Rồi rắc thêm mớ mè lên ở phía trên nếu mà bạn thích thêm mè nhiều. Ở trên cái bao á, thì nó bày là xài peanut, tức là cái hạt thông á, thông rang bỏ lên thì nó ngon mà. Nhưng mà cái mùa này mình mua ở Costco nó không có, thành ra mình xài mè thôi. Rồi bạn thấy không, đây cái số lượng này á, thì đủ cho 6 người ăn. Rồi mình để mình ăn, tại vì có ít người á, mình ăn không hết, thành ra mình để hôm sau đem ra nó vẫn còn rời mà màu sắc vẫn còn tươi. Đây là cái bún ngày hôm sau mình để trong tủ lạnh á, bạn thấy cái màu xanh màu đỏ tím màu vàng gì cũng còn nguyên si à. Chỉ có bún á, là nó hơi cứng cứng sơ sơ lại, bạn chỉ cần đậy plastic rồi hay là đậy cái đồ mà là microwave, bỏ vô microwave cỡ 30 giây là nó mềm, bạn ăn như là mới xào bình thường. Mình chia sẻ các bạn cái món miếng khoai lang trộn thịt bò rau củ theo cái kiểu mà sắp xe của người Hàn Quốc á. Tới đây là xong. Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Hẹn gặp lại các bạn trong những video kế tiếp. Bye bye.